Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn phương pháp diện chẩn điều trị viêm son. Loại viêm son này có triệu chứng là bị nghẹt mũi. Tôi xin tóm lược là gồm có hai bước. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ bấm bên trái huyệt 14, bên phải huyệt 14, bên trái huyệt 275, bên phải huyệt 275, bên trái huyệt 61, bên phải huyệt 61 và huyệt 19. Bước 2 là chúng ta sẽ chúng ta sẽ dùng ngải cứu, chúng ta hơ đốt lên và chúng ta hơ. Thì chúng ta sẽ hơ huyệt 103, 106, bên trái huyệt 107, bên phải huyệt 107 và huyệt 108, và bên trái huyệt 138, bên phải huyệt 138. Nào chúng ta bắt đầu nha. Bước 1 thì chúng ta sẽ bấm huyệt 14, bên trái huyệt 114, chúng ta sẽ bấm huyệt 14, chúng ta sẽ bấm đúng huyệt 14 và chúng ta bấm dây khoảng 10 lần. Huyệt 14 là huyệt ở dưới cái giái tai à. Đây, bên phải huyệt 14. Sau đó chúng ta sẽ bấm bên trái huyệt 275. Huyệt 275 đó là sẽ cách cái huyệt 14 khoảng 1 cm. Chúng ta kéo ra 1 cm, chúng ta ấn vô chỗ nào cảm thấy đau là huyệt đó, là huyệt 275, bên trái huyệt 275. Bên phải huyệt 275, bên trái kéo qua. Sau đó chúng ta sẽ bấm bên trái huyệt 61, huyệt 61 là ngay cánh mũi. Bên phải huyệt 61. Cuối cùng là huyệt 19. Huyệt 19 là ở giữa lỗ mũi. Bước thứ hai thì chúng ta sẽ hơ ngang ngải cứu. Chúng ta sẽ hơ, ở đây tôi không có hơ nhưng mà các anh chị có thể tìm ngang ngải cứu và cái bịch như thế này và đốt lên và hơ. Thì chúng ta sẽ hơ, bấm và hơ. Chúng ta sẽ bấm trước và sau đó hơ sau. Chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ bấm huyệt 103. Huyệt 103 là chia nửa vần trán ra, thì ở giữa lỗ mũi ngay đây chúng ta lên, chúng ta sẽ huyệt 103. Kế đến là huyệt 106. Huyệt 106 thì 1/4 của trán 106. Sau đó là bên trái huyệt 107,
cách đó khoảng 1 ly. Bên phải nghiệp 107. Sau đó là nguyệt 108. Nguyệt 108 thì nó ở dưới ngay chỗ này. 108. Rồi. Sau đó là bên trái nguyệt 138. Nguyệt 138 là ngay chỗ cái đường dành tay này thì bắt đầu cái dành tay chỗ đây đi ra là giống như cái lỗ mũi của mình đó, ấn vô ở giữa chân này. Đây là bên trái của nguyệt 138. Sau đó bên phải của nguyệt 138. Dành tay đi ra. Thì chúng ta đã thực hiện xong việc bấm nguyệt. Bây giờ là bước tiếp theo, chúng ta sẽ hơ cái nhang nhảy cú này. Chúng ta sẽ lần lượt hơ cái vùng trán như thế này. Bạn sẽ đốt lên nha. Ở đây tôi không có đốt lên, nhưng mà bạn sẽ đốt lên, đốt nhang nhảy cú lên. Và chúng ta hơ cái vùng trán từ đây tới đây để chúng ta hơ nguyệt 103 nè, rồi 106 nè, 107 nè, 108 nè. Rồi sau đó chúng ta hơ 138 nè, bên trái nè, rồi 138 bên phải nè. Rồi như vậy là chúng ta đã thực hiện xong các bước để điều trị bệnh viêm son mà triệu chứng là bị nghẹt mũi. Thì các bạn kiên trì làm mỗi ngày khoảng 3-5 lần. Mỗi lần chúng ta làm khoảng 3 phút như thế này. Nãy giờ khoảng 3-5 phút. Tôi xin nhắc lại một lần nữa là đầu tiên thì chúng ta sẽ bấm bên trái nguyệt 14, bên phải nguyệt 14, bên trái nguyệt 275, bên phải nguyệt 275, bên trái nguyệt 61, bên phải nguyệt 61 và nguyệt 19. Bước thứ hai thì chúng ta sẽ bấm tiếp là nguyệt 103, nguyệt 106, bên trái nguyệt 107, bên phải nguyệt 107, rồi nguyệt 108, bên trái nguyệt 138, bên phải nguyệt 138. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng nhang ngải cú, chúng ta đốt lên. Sau khi mà có khói, chúng ta sẽ hơ vùng trán, xong rồi hơ đến cái nguyệt 138 bên trái, rồi 138 bên phải. Hy vọng là cái video này sẽ giúp cho tất cả các anh chị, tất cả các bạn bệnh viêm mũi có triệu chứng là bị nghẹt sẽ chữa hết, không cần uống một cái loại thuốc nào hết. Xin chào, xin chào và xin cảm ơn tất cả mọi người.